dụng sản phẩm đúng cách. Rút một cái đeo vào bàn tay. Đeo vào bàn tay. Cái này chắc là nó mắc được rồi. Sản phẩm gang tứ tiện dụng có công dụng vệ sinh cơ thể, tiện dụng cho người không thể tắm, hoạt động thể thao và dã ngoại. Chất liệu vải mềm mại có các hạt chấm bi nhỏ có tác dụng massage khi lao. Thành phần ưu việt từ thiên nhiên, chiết xuất hoa cúc có tác dụng trị liệu, chống kích ứng, chống viêm loét và kháng khuẩn. Tinh chất lô hồi tạo độ ẩm cho làn da mịn màng, giảm lão hóa. Cách dùng: rút một cái đeo vào bàn tay, lao lên cơ thể để vệ sinh, không lao trực tiếp trên vùng mắt và vết thương.